Đoàn Tùng Vận và dàn mỹ nhân Cbiz đọ sắc trong trang phục Lolita. Lolita là phong cách thời trang đặc biệt lấy cảm hứng từ trang phục thời Victoria với chiếc váy sáng phồng kết hợp phụ kiện dễ thương. Trong những năm gần đây, phong cách này phát triển ngày càng rầm rộ. Các mỹ nhân hoa ngữ đình đám cũng chẳng thoát khỏi sức hút của hot trend. Hãy cùng chúng tôi điểm lại những sao nữ khoác lên mình bộ trang phục này, xem ai mới là đỉnh của job nhé. Đàm Tùng Vận. Sở hữu gương mặt bầu bĩnh, ăn gian tuổi, Đàm Tùng Vận luôn mang lại cảm giác trẻ trung, thanh xuân phơi phới cho khán giả. Dù đã ở độ tuổi 31, nữ diễn viên cầm tâm tượng ngọc vẫn vô cùng xinh đẹp, chẳng khác nào thiếu nữ mới 18 đôi mươi khi thử tạo hình váy áo dễ thương, mái tóc dài xoăn nhẹ, buông xõa. Địch Lệ Nhiệt Ba. Góp mặt trong một chương trình truyền hình ăn khách, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình choáng ngợp với nhan sắc lộng lẫy tựa công chúa trong bộ váy Lolita màu đỏ. Nàng nữ thần sắc đẹp thế hệ mới của Cbiz hoa ngữ, nàng mỹ nhân tân cương chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng về ngoại hình. Tuy nhiên chẳng thể phủ nhận rằng bộ trang phục này đã nâng tầm nhan sắc đáng kể cho nữ diễn viên, tam sinh tam thế. Dương Siêu Việt. Tương tự như Đàm Tùng Vận, Dương Siêu Việt là mỹ nhân mặt trời được yêu thích nhất nhì Cbiz hiện nay. Với vẻ ngoài dễ thương, nữ diễn viên cũng như được sinh ra để mặc trang phục Lolita vậy. Có thể thấy được phong cách bánh bèo ngọt ngào này vô cùng phù hợp với mỹ nhân khóc nhè Dương Siêu Việt, khiến dân tình chẳng thể rời mắt. Lý Nghệ Đồng là một trong ba mỹ nhân đẹp nhất nhóm nhạc SNH48, thành viên cùng nhóm với mỹ nữ 4.000 năm quốc tịch Y. Nhan sắc của Lý Nghệ Đồng khiến bao người ngây ngất. Nữ diễn viên mỹ nhân bộ bạch thủ cũng là đối thủ đáng gờm trong độ đỏ sắc tạo hình Lolita. Lý Nghệ Đồng từng chơi lớn khi mặc bộ váy độc lạ này, sải bước trên thảm đỏ, chiếm trọn spotlight của giới truyền thông. Angela Baby. Khoác lên mình bộ váy với gam màu vô cùng nhẹ nhàng, mang phong cách phục cổ, Angela Baby được ví von như mỹ nhân bước ra từ tranh sơn dầu. Không mang vẻ dễ thương ngọt ngào như những mỹ nhân khác, nhưng nữ diễn viên cô phương bất tự thưởng lại thu hút theo một cách rất riêng, vừa nhã nhặn lại vừa sang chảnh. Nhìn vào những sao nữ nói trên, thật khó mà tìm ra ai là người đẹp nhất trong cả rừng mỹ nhân mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10. Bạn nghĩ sao về điều này? Hãy comment ý kiến vào phía dưới video nhé! Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!